Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đang trong đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đặc biệt tại Hà Giang, mưa liên tục cả chục ngày nay. Và đêm qua đến sáng nay tại trạm Tân Lập ghi nhận lượng mưa rất lớn, tới 507mm, đã gây nhiều thiệt hại. Mưa lớn liên tục và kéo dài nhiều ngày khiến sạt lở đất đã xảy ra, vùi lấp 58 ngôi nhà, trong đó có 2 nhà sập hoàn toàn, 40 nhà bị vùi lấp và 16 nhà phải di rời khẩn cấp. Hơn 300 hecta lúa hoa màu bị ảnh hưởng và nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại. Về giao thông, quốc lộ 4C bị sạt lở ta luy dương khối lượng lớn gây ách tắc đường cục bộ. Đường tỉnh 176, 177, 178 bị sạt lở trên nhiều điểm đi các địa phương giao thông gián đoạn. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hỏng một công trình thủy nông, một kè chống sạt lở và nhiều điểm công cộng khác bị hư hại. Tình trạng sạt lở đất ở Hà Giang cũng như là các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có thể sẽ tiếp tục gia tăng và mức độ nghiêm trọng hơn khi dự báo mưa lớn còn kéo dài. Chiều tối và đêm nay, các tỉnh Trung Du, vùng núi Bắc Bộ có mưa rông diện rộng, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn dự báo duy trì đến cuối tuần này, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, trong chiều tối và tối nay, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 60mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Theo thống kê của tỉnh Cà Mau, khu vực ven sông của địa phương hiện có 425 km bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Thời gian qua, thì tình trạng sạt lở bờ sông đã làm hư hỏng gần 28 km đường giao thông và hàng trăm căn nhà. Hiện tình trạng sạt lở tiếp tục có nguy cơ gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực với diện tích hơn 3.700 ha, đe dọa đến nhà cửa, tài sản, sản xuất của người dân và nhiều hạ tầng quan trọng khác. Mới đây nhất, khuya ngày 8 tháng 7, địa bàn khóm 8 thị trấn Rạch Gốc đã xảy ra một vụ sạt lở đất, làm sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân, gây thiệt hại một phần của 5 căn nhà khác, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng. Đặc biệt, do sạt lở xảy ra vào ban đêm nên người dân không kịp di dời tài sản, nhà cửa đều bị đổ sập xuống sông. Chuyện là tính là gió thổi thôi mà không ngờ mà đường vợ con hay chạy ra là nó sụp hết xuống sông mà. Nhanh dữ lắm, nằm á ngủ mà nghe nó rớt, nghe rắc rắc vậy thôi, tưởng đâu là như có hột mưa nó rớt vậy thôi mà ai về đâu á. Là di chuyển rồi vừa bước chân khỏi cửa là bắt đầu làm một cái ầm nữa vậy đó. Di chuyển nhanh vậy đó. Giờ bắt buộc phải dời rồi, khi mấy ảnh kêu phải dỡ nhà luôn. Mà hiện tại giờ dỡ nhà không biết ở đâu nữa, rồi giờ không biết làm sao. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã tới động viên và cử lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn. Đồng thời, ngành chức năng cũng tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống sạt lở, nhất là vào mùa mưa bão hiện nay. Chỉ đạo cho các lực lượng khảo sát, cấm các cái biển báo, cảnh báo nguy cơ sạt lở để cho bà con nâng cao cái ý thức cảnh giác, chủ động trong phòng chống thiên tai, đặc biệt là sạt lở ven sông. Báo cáo của huyện Ngọc Hiển cho biết, chỉ tính trong tháng 6 và đầu tháng 7, sạt lở đã làm sập 18 căn nhà của người dân trên địa bàn, với tổng thiệt hại trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh, thành phố, khu vực duyên hải miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nhiều năm qua, địa phương này đã chịu tác động của biến đổi khí hậu với nhiều loại hình thiên tai bão lũ với cường độ mạnh. Hạn hán kéo theo xâm thực mặn vào sâu hơn trong mùa khô. Trước thực tế trên, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu sớm đưa vào sử dụng là mong mỏi rất lớn của cả người dân và chính quyền địa phương. Trước ảnh hưởng của thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, những năm gần đây, hiện tượng xâm thực sạt lở bờ biển tại Thừa Thiên Huế ngày càng diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, đặc biệt ngay trong mùa khô. Để ứng phó với tình trạng này, đến nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng và hoàn thiện nhiều hệ thống kè chống sạt lở bờ biển trải dài qua địa phận các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thành phố Huế. Hiện cái dự án này thì bà con nhân dân ở khu vực này cũng như chính quyền địa phương là hết sức phấn khởi. Bà con đặt rất là nhiều kỳ vọng vào cái dự án này để cho bà con yên tâm được mùa mưa bão, không phải di dời tránh trú bão vất vả như trước đây. Bên cạnh tuyến biển, thời gian qua nhiều tuyến canh mương trên địa bàn cũng đã được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm đầu tư, kiên cố hóa nhằm tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Đơn cử như dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi, Mộc Hàng, Phú Khê. Đây là một trong những công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố Huế khi có mưa lũ xảy ra.
Bà con đây ở dân ở đây là có nhất là về vụ mưa bão là họ sống yên tâm được kinh doanh cả thứ làm ăn nghề nghiệp họ là ổn định hơn, họ không bị gián đoạn gió cái bão lụt hoặc là ảnh hưởng đến thời tiết. Thời tiết nó thay đổi diễn biến khá phức tạp thì có thể mùa mưa thì nước lũ sẽ rất là lớn. Với mục tiêu của dự án này chúng tôi đã tạo thông thoáng cái dòng chảy nhằm tiêu thoát lũ cho khu vực ở thành phố ở khu vực lưu vực này. Bằng nhiều nguồn vốn đến thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư gia cố hệ thống kè khoảng 81 km ở các bờ sông Hương, sông Bồ, sông Truồi, đầu tư đê kè chống sói lở bờ biển với chiều dài 2,6 km tại khu vực Thuận An, thành phố Huế, Phú Thuận, Phú Hải, Phú Vang, Giang Hải, Phú Lộc với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Tham mưu ban tỉnh, trên chính phủ của các bộ ban ngành để tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí để gia cố các cái điểm sạt lở nguy hiểm trong thời gian tới. Thứ hai là tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình sạt lở để có giải pháp xử lý khẩn cấp để bảo vệ tính mạng và tài sản của dân. Theo dự báo, tình trạng biến đổi khí hậu sẽ còn tác động xấu trong nhiều năm tiếp theo với mức độ ngày càng lớn hơn. Vì vậy, thời gian tới, việc đầu tư nâng cấp cả công trình phòng chống thiên tai được xem là giải pháp căn cơ tại nhiều địa phương trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.